Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, Minh được Tử Vi thay mặt cho những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Một mùa xuân mới đã sang, chúc cho tất cả nhà nhà an vui, chúc năm mới an khang thịnh vượng, đón xuân sang phúc hưởng thanh nhàn, lộc nhiều may mắn trời ban, phát tài phú quý con đàn cháu đồng. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ chính xác 100%, đúng tháng 1 năm 2024 âm lịch, tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, được thần tài ban cho lộc lớn, làm một hưởng 10, trúng số liên tiếp, tiên tỷ cầm tay, tuổi già an nhàn hưởng thụ cảnh giàu sang. Kính thưa quý cô bác tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957 thân mến, kiếp nhân sinh này chính là những ngày tháng nối tiếp nhau trong khổ ải trần gian. Có những người phước dày mệnh lớn mới có đủ mạnh mẽ đi qua mọi sóng gió, khó khăn, chèo lái con tàu sinh mệnh đi đúng hướng và gặt hái được nhiều thành công. Như theo tử vi số mệnh luận giải rằng, tùy từng thời điểm khác nhau mà mỗi con giáp sẽ nhận được phúc họa khác nhau, tại thời điểm này bạn bị hung tinh chiếu rọi, vận hạn triền miên, nợ nần chồng chất, nhưng thời điểm khác lại phú quý lâm môn, tiền nhiều chất đống, thu hái của cải của thiên hạ về nhà, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Cô bác Đinh Dậu biết không, có một khái niệm nói rằng, phiên bản hoàn mỹ nhất của chính Đinh Dậu không phải là phiên bản nơi Đinh Dậu. Chỉ nghĩ Đinh Dậu có thể làm mọi thứ mà không thật sự làm gì cả, phiên bản hoàn mỹ nhất của mỗi Đinh Dậu xuất hiện ở thời điểm bản thân họ luôn cầu tiến và cầu thị, học hỏi và vươn lên. Phiên bản đấy không bao giờ mất sự tập trung, không bao giờ quên sự cố gắng, biết cách từ chối những cám dỗ bên ngoài, không uống cái gì, không chơi cái gì, không lâm vào cái gì, để giữ cho bản thân sự tĩnh lặng, tỉnh táo, mà tập trung vào đường mệnh của chính mình, dù sao đi chăng nữa vẻ đẹp của mỗi Đinh Dậu sẽ luôn thật sự rực rỡ. Ở thời điểm Đinh Dậu chuyển mệnh, chuyển vận, chiến thắng bản ngã, nỗ lực và bền bỉ để theo đuổi những điều rực rỡ của đời người. Đặc biệt bước sang tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 tới đây, thầy Tử Vi bất ngờ khi gọi tên con giáp tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, là con giáp may mắn, được trời Phật thương tình mà ban cho rất nhiều những cơ may đổi vận, quý nhân chỉ lối dẫn đường, mà kiếm được nhiều lộc lá, của cải. Đây sẽ là một khoảng thời gian rất hanh thông và thuận lợi trên tất cả mọi phương diện cuộc sống của bản mệnh. Thế nhưng có nắm bắt được vận trình để cải biến vận mệnh được hay không, lại là do chính bản thân của quý tuổi Đinh Dậu. Vậy, vận trình trong tháng 1 năm 2024 âm lịch tới đây sẽ diễn ra như thế nào? Cơ may mà bản mệnh đón nhận được là gì? Thì ngay sau đây hãy cùng với Minh Đường Tử Vi đi tìm lời giải đáp quý vị nhé! Điều đáng khâm phục ở người tuổi Đinh Dậu là luôn phấn đấu hết mình để vươn lên những đỉnh cao trong sự nghiệp, họ dũng cảm, ưa thử thách. Vì vậy rất thích hợp để theo đuổi những công việc áp lực cao, nếu là nhân viên với khả năng làm việc độc lập của mình, họ có thể đạt được thành tích cao trong công việc. Họ yêu nghề, tự giác và có trách nhiệm cao, chính vì vậy, cấp trên luôn hài lòng về kết quả mà họ đạt được và ghi nhận những đóng góp của họ. Những người tuổi Đinh Dậu có khả năng thích ứng rất tốt, họ có thể sống ở bất cứ đâu trong bất cứ hoàn cảnh nào, chính vì lý do này mà những người này không hề sợ thay đổi. Và thậm chí họ muốn có sự thay đổi, bởi vì đó là lúc họ thấy rõ điểm mạnh của bản thân khi thích ứng với hoàn cảnh. Ngoài ra, với tính cách tuổi Đinh Dậu ưa khám phá, họ cũng thích mạo hiểm, thích đi lang thang, thích di chuyển đi đây đi đó, họ ghét cãi vã, không thích sự bất hòa. Mỗi khi điều đó xảy ra họ lặng lẽ bỏ đi cho dù đó là một cuộc cãi vã có ích, có tính xây dựng đi chăng nữa, trong mắt mọi người hành động này được xem là trốn tránh vấn đề. Nhược điểm không nhỏ của những người này là họ nghi ngờ về khả năng làm vừa lòng người khác của mình, họ không chắc chắn về việc mình có quyến rũ không, vẻ ngoài của mình có được đẹp không, sự tự tin mình thể hiện như vậy có ổn không. Thế nhưng họ không bao giờ muốn bộc lộ nỗi lo sợ này ra ngoài. Người tuổi Đinh Dậu này tỏ ra rằng mình đầy kiêu hãnh, tự tin rằng mình hoàn hảo. Đó là lý do nhiều người nhận thấy họ quá kiêu căng. Nếu họ điều chỉnh tính cách này càng sớm càng tốt, thì cơ hội thành công đến với họ cũng dễ dàng hơn.
Người tuổi Đinh Dậu thuộc mẫu người rất tự tin, họ thường không chủ động trong đời sống tình cảm mà luôn chờ người khác theo đuổi. Nhìn bề ngoài họ dường như không hề lo lắng đến việc họ có hay không một tình yêu chân thành, tất cả mọi chuyện đến với họ có phải là giả tạo hay không. Thế nhưng trong thâm tâm, họ vừa là những người theo chủ nghĩa lãng mạn, lại cũng vừa là những người theo chủ nghĩa lý tưởng. Họ luôn tin tưởng rằng mình sẽ có được một tình yêu lâu bền. Cô bác Đinh Dậu thân mến, có vài lời mà Minh Đường Tử Vi đã muốn nhắc nhở tới cô bác từ lâu, cô bác có biết không? Vì con đường của Đinh Dậu này vốn không đơn giản, vốn không nhàn tản, vốn lắm bi ai, vốn nhiều tuyệt vọng, vốn lắm gian truân và thử thách. Kiên trì một cuộc đời, voi có thể lên, cũng có thể xuống, than vãn là vô thường, nhưng cuối cùng sẽ được ngoạn mục và vô cùng rực rỡ. Chỉ là quá vất vả, nản quá lắm lúc nhọc lòng, mệt tâm buồn chồn và mỏi mệt quá, song lại không kể với ai, cứ giữ trong lòng, thắng thì hân hoan được một đoạn ngắn, thua thì cứ tự lay hoay mà xử lý nhiều phần, đúng là lắm lúc nghĩ cũng hơi buồn, chỉ là có như vậy thì mới ép được từng giọt nội lực ra, có như vậy mới chiết xuất được tài nghệ thành tinh hoa và tinh túy, có như vậy thì mới xứng đáng được đứng ở đỉnh vinh hoa, vì những gì mà bản thân đã dày công cống hiến. Nhưng nhớ, hãy tìm một ai đấy để kể lể, để sẽ chia, khóc lóc cũng được. Không hẳn là hành vi của kẻ yếu, người mạnh cũng phải khóc. Khóc rồi lại chiến đấu tiếp chứ có gì đâu. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây lắng nghe và chia sẻ từng câu chuyện của cô bác, cứ giữ mãi trong lòng mệt mỏi lắm, phiền hà lắm. Tiếp theo là vận trình tổng quan bốn phương diện. Người tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, trong tháng 1 âm lịch năm 2024. Tử vi tháng 1 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, người tuổi Đinh Dậu đón tháng đầu xuân năm mới với tinh thần hân hoan. Khi vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ập đến, đầu năm mới hành sự hanh thông, hứa hẹn thu hoạch kết quả tốt lành. Công việc có nhiều chuyển biến tích cực, nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng là điềm báo vượng vận quý nhân, đường công danh được trợ lực lớn, gặt hái thành quả đáng kể. Tuy trong quá trình làm việc vẫn gặp chút trở ngại ban đầu, nhưng mức độ không lớn, sau cùng vẫn được xử lý đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cuộc diện. Trong tháng có thiên hình tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ. Để tránh hung hiểm, tài vận duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài, thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại. Nhưng cô bác vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại nhằm hớt tay trên, lại thêm tiểu hao hôn tin có thể khiến cô bác phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Phương diện tình cảm tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa, gia đạo an yên sau khi tuổi Đinh Dậu và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình. Người độc thân có đào hoa khoe sắc, có thể nhân cơ hội này chủ động mở rộng mối quan hệ xã giao. Cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều, nếu đang trong một mối quan hệ cô bác nên chuyên tâm và nghiêm túc hơn với người kia. Tâm lý cả thèm chóng chán yêu đương tùy hứng hay giận hờn vô cớ sẽ chỉ càng khiến đường tình duyên của cô bác thêm chút chắc bất ổn. Về phương diện sự nghiệp, tử vi 2024 nhận thấy đường công danh sự nghiệp của người tuổi Đinh Dậu trong tháng 1 âm lịch này đang có nhiều bước tiến đáng mong đợi. Nguyệt lệnh lâm đất đế vượng thời gian này vận quý nhân của cô bác khởi vượng, làm gì cũng dễ tìm được quý nhân giúp sức. Các kế hoạch mà con giáp này đề ra đều được đánh giá cao, có dự án lập tức được phê chuẩn để tiến hành. Có nhiều lời khen ngợi bởi những suy nghĩ táo bạo độc đáo của bản mệnh, các khí lan tràng rất phù hợp cho việc tiến hành dự án hay kế hoạch mới. Khởi nghiệp cũng khá thích hợp, mọi việc hanh thông chân chu, hứa hẹn mang tới nhiều điều bất ngờ, đầu xuôi đuôi lọt. Ngay tháng đầu năm mà vạn sự cát lành, nhiều tin mừng ọc đến như vậy, hứa hẹn vận trình cả năm sẽ vô cùng hanh thông. Thời điểm này, những chú gà càng chủ động bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công, cô bác có thể tham khảo thêm ý kiến của những người đi trước để tích lũy thêm kinh nghiệm, tránh những sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, trong tháng có thiên hình hung tinh tàng ẩn, kẻ tiểu nhân quấy phá, không thể không đề phòng. Mệnh chủ nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, tỉnh táo trong các mối quan hệ để tránh hung hiểm, dường như những bước thăng tiến quá nhanh sẽ khiến tuổi Đinh Dậu trở thành cái gai trong mắt kẻ lòng dạ hẹp hòi, thành mục tiêu để tiểu nhân quấy phá, làm gì cũng nên khiêm nhường, đừng hống hách ngạo mạn quá mức mà mang họa vào thân, những trở ngại ban đầu đó sẽ sớm qua nhanh. Quý nhân giúp cô bác thêm phần minh mẫn và tỉnh táo, cộng thêm năng lực và sự nhạy bén vốn có, con giáp này vẫn có thể xử lý mọi chuyện đâu vào đó, không ảnh hưởng đến cuộc diện. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Đinh Dậu có thể ứng dụng phong thủy vào cuộc sống thường nhật. Trên bàn làm việc, cô bác có thể đặc biệt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để mong cầu sự thuận lợi suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió trong công việc.
Tử vi tài lộc, tuổi Đinh Dậu tháng 1 âm lịch năm 2024. Xét về tử vi tài lộc, tình hình tài chính của người tuổi Đinh Dậu trong tháng Bính Dần duy trì ở mức bình ổn, hầu như không có thứ tài. Thu nhập chủ yếu vẫn phải dựa vào chính tài, tức công việc chính hiện tại, nhưng cô bác vẫn cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Nhằm hớt tay trên, lại thêm tiểu hao hung tinh có thể khiến cô bác phải tốn kém không ít tiền bạc vào những mục đích không chính đáng. Thêm nữa, tháng này kiếp tài chiếu mệnh, nên tuổi Đinh Dậu càng khó giữ tiền trong tay, con giáp này chi tiêu khá nhiều cho những kế hoạch đầu năm. Có chuyện là không thể tránh, nhưng có chuyện hoàn toàn là do cô bác quá thoáng tay, bản mệnh cần phải cân nhắc trước khi tiêu tiền. Với người làm kinh doanh, sự bình ổn hiện tại có thể coi là một sự thụt lùi, điều này khiến mệnh chủ vô cùng đau đầu, muốn thay đổi tình trạng hiện tại nhanh chóng để không bị rớt đầu năm. Song cô bác đừng vì tham mà thâm, bởi khi thứ tài không có, thì muốn gặp may về tiền bạc cũng khó, càng đầu tư kinh doanh nhiều thì càng dễ thua lỗ nhiều. Tháng có nhiều hung tinh hao tài xuất hiện như tháng này, chỉ cầu ổn định là may, không cầu mong đại phát đại lợi. Cô bác tốt nhất nên tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm, tránh bất chắc xảy ra, có tiền nên tích lũy đợi thời cơ trở mình sẽ tốt hơn. Xem phi tinh tháng, bát bạch tài tinh bay vào hướng đông bắc, gặp cửu tử chủ may mắn cát lành, đây được coi là phương vị vượng tài khí cát khí. Tại đây, cô bác có thể đặt biểu tượng gốc ba chân ngậm tiền để dễ dàng thu hút nguồn năng lượng tích cực vào nhà, công việc thuận lợi, tiền bạc hanh thông. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Phương diện tình cảm của người tuổi Đinh Dậu nhìn chung tạm ổn, không phát sinh quá nhiều mâu thuẫn trong tình yêu đôi lứa. Gia đạo an yên sau khi tuổi Đinh Dậu và nửa kia chung tay giải quyết xung đột trong gia đình, không khí gia đình luôn đầm ấm hạnh phúc, tạo tinh thần phấn khởi, tâm lý thoải mái để bản mệnh tập trung phấn đấu cho công việc, năm mới với những dự định và kế hoạch mới, hứa hẹn nhiều thành công bất ngờ. Tháng đế vượng rất tốt cho đường tình duyên của người độc thân, đào hoa khởi sắc con giáp này có thể sẽ có được nhiều mối nhân duyên tốt. Chuyện vui không còn xa nữa, cô bác có thể nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, cơ hội gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp khá nhiều. Quan trọng là cô bác biết nắm bắt hay không thôi, còn với người đang trong một mối quan hệ tìm hiểu, cô bác nên chuyên tâm và nghiêm túc hơn với đối phương. Tâm lý cả thèm chóng chán, yêu đương tùy hứng hay giận hờn vô cớ sẽ chỉ càng khiến đường tình duyên của cô bác thêm trúc trắc, bất ổn. Xem lịch vạn niên và phi tinh tháng, sao nhất bạch chủ đào hoa nhân duyên xuất hiện ở hướng chính bắc. Đây là phương vị vượng đào hoa trong tháng, cô bác có thể thường xuyên đặt lọ hoa tươi tại đây và chăm thay nước, cắt tỉa cành héo để tăng cường các khí, thúc đẩy nhân duyên tốt lành. Từ đó, người độc thân sớm tìm được ý chung nhân, các cặp đôi dù có mâu thuẫn cũng sẽ sớm được hóa giải. Về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe của người tuổi Đinh Dậu gặp ngũ hành xung khắc nên có dấu hiệu giảm sút, dễ mắc bệnh vặt do thời tiết, tháng đầu xuân năm mới. Bản mệnh nên chú trọng dưỡng sinh theo mùa để sức khỏe được ổn định lâu dài. Ngoài ra, sự xung chiếu của thiên hình hung tinh có thể mang tới họa hình thương hay quyết quan như té ngã, bị thương, chảy máu. Do đó tuổi Đinh Dậu cần hết sức thận trọng khi đi lại, nhất là khi xuất hành đi xa. Xem phi tinh tháng, nhị hắc chủ ốm đau bệnh tật bay vào phương Tây Nam. Trong tháng này tại đó tích tụ nguồn năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của cả gia đình, cần phải được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng thường xuyên. Và bây giờ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần tuổi Đinh Dậu, sinh năm 1957, tháng 1 âm lịch và hóa giải hung cát. Tử vi tuần 1, tuổi Đinh Dậu, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Đinh Dậu gặp dịch mã chủ về di chuyển nhiều, đây là giai đoạn đầu năm mới, nên cô bác không nghĩ hay phải giao lưu, đi lại khá nhiều, nhưng càng đi thì càng có lộc. Đầu năm công việc của tuổi này tiến triển thuận lợi hơn người, dù hoàn cảnh có như thế nào. Nhưng với sự tài trí của mình, cô bác vẫn đủ khả năng kiểm soát công việc đầu năm nếu cô bác đủ tự tin vào bản thân. Đặc biệt, những cô bác phải đi làm ăn xa, xuất ngoại đi công tác tha hồ lộc lá, quyên Đinh Dậu giai đoạn này nên di chuyển nhiều để lấy vía lộc làm ăn, kiếm tiền cho mình và gia đình. Đừng ngồi yên một chỗ, hãy năng động và chịu khó, tiền sẽ chảy về túi. Dịch mã không phụ trợ cho những người lười biếng thụ động, nên cô bác càng năng động càng có tiền. Đường tình duyên khởi sách, cô bác nhận được sự chào đón ấm áp hơn là cô bác nghĩ ban đầu. Dường như thái độ của ai đó sẽ khiến cô bác không khỏi bất ngờ và suy nghĩ, đương nhiên là nhờ thế cảm xúc của cô bác trở nên tích cực hơn. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 7 đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, xám, quý nhân phù trợ, thìn, sửu, con số may mắn, nam 7, 40, 63, 88, nữ 8, 79,
15, 37. Tử vi tuần 2, tuổi Đinh Dậu, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tuổi Đinh Dậu nên ăn mừng vì giai đoạn này cô bác được cả thiên đức và thiên vũ phụ trợ, đầu năm vạn sự như ý cát tường, gặp hung hóa cát. Đinh Dậu sẽ nhận được nhiều niềm vui từ những ngày sau rằm tháng giêng đến cuối tháng không vướng bận công việc, đầu năm cát tinh sẽ xuất hiện để nâng đỡ, che chở cô bác vượt qua tất cả, miễn là cô bác đủ niềm tin vào bản thân cũng như đồng nghiệp của mình, đầu năm khai xuân với tinh thần cởi mở lên nhé. Có tin vui liên quan đến công danh tài lộc, có thể là có tiền thưởng, tiền lộc của đồng nghiệp, của sếp hoặc khách hàng cho lộc, đúng là người sởi lợi tốt tính như Đinh Dậu thì trời cho. Tài ăn nói cũng là một điểm cộng giúp cô bác thu hút tiền bạc về mình. Trong khoảng thời gian này bản mệnh nên dành nhiều thời gian cho mối quan hệ thân thiết hay chuyện tình cảm vì sẽ có lợi cho bạn. Hãy dám thử thách công việc vì đây là thời gian để hâm nóng các mối quan hệ. Đôi khi cô bác quá mải chơi mà quên luôn cả gia đình. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 15 đến 17 giờ. Màu sắc các tường: xanh lá, ghi, quý nhân phụ trợ, ngọ, tuất. Con số may mắn: nam 4, 26, 89, 53, nữ 2, 56, 04, 76. Tử vi tuần 3, tuổi Đinh Dậu, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Đây sẽ là tuần khá khó khăn với người tuổi Đinh Dậu khi Bạch Hổ hung tinh án ngữ, đường công danh sự nghiệp của con giáp này đứng trước nhiều thử thách. Thời gian này, khó khăn trở ngại đến từ nhiều phía, khiến cho bản mệnh một phen vất vả, hao tổn không ít công sức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, tinh thần làm việc của tuổi Đinh Dậu trong tuần này cũng khá thấp, làm việc chậm tiến độ, công việc không được như dự kiến. Bạn nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình, không nên ngủ quên trên chiến thắng để không ảnh hưởng đến tập thể. Về tài lộc nhìn chung vẫn khá tốt ở thời điểm này, nhưng kiếm được tiền không hề dễ dàng, Đinh Dậu sẽ phải rất vất vả mới có được tiền trong tay. May mắn là thời điểm này tình duyên như ý, các cặp đôi đã biết thấu hiểu và chia sẻ với nhau nhiều hơn, mối quan hệ thêm khăng khít và bền chặt hơn. Ngay cả những cặp đôi rạn nứt cũng nhanh chóng hòa giải và về lại bên nhau, bản mệnh cảm thấy hạnh phúc và hài lòng với những gì mình có. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 9 đến 11 giờ. Màu sắc các tường: xám, trắng, quý nhân phù trợ, tị, sửu. Con số may mắn: nam 6, 22, 19, 86, nữ 14, 30, 27, 70. Tử vi tuần 4, tuổi Đinh Dậu, tháng 1 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Đinh Dậu cần thêm sự chủ động nếu như muốn công việc của mình gặt hái nhiều thành tích hơn. Có sao tử vi cát tinh chiếu mệnh, tạo cơ hội để bạn năng nổ hơn trong lĩnh vực mình đang theo đuổi. Bạn hãy thoải mái đặt ra những câu hỏi hoặc xin ý kiến tư vấn từ những người có kinh nghiệm để học hỏi thêm nhiều điều mới. Thời điểm này, công danh sự nghiệp có thể sẽ tiến chậm, nhưng mà chắc bạn không cần phải quá nóng vội. Hãy cứ tiếp tục chăm chỉ, không nên nghe lời ngon ngọt của người ngoài mà hành sự sốc nổi làm hỏng việc. Bản mệnh nên tự tin vào bản thân mình hơn, nhất là khi bạn đã có nhiều lần tự mình vượt qua khó khăn. Về tình hình tài chính vẫn đang rất ổn định, công việc chính đảm bảo cho Đinh Dậu có nguồn thu đều đặn, không cần quá lo lắng trong vấn đề cân đối chi tiêu trong cuối tháng này. Tuy nhiên, nếu có cơ hội tốt, hãy suy nghĩ đến chuyện đầu tư thu lợi nhuận thay vì hài lòng với những gì mình đang có. Thời gian này, bạn được dự báo sẽ đón tin vui về chuyện tình cảm. Người độc thân có thể tìm được nửa kia tâm đầu ý hợp, tình cảm dễ dàng phát triển một cách nhanh chóng. Các cặp đôi tình nhân có thể có thêm bước tiến quan trọng trong mối quan hệ của hai người. Bạn và người ấy cũng có dự định chung và mong muốn sớm về chung một nhà. Các chỉ số trong tuần: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 15 đến 17 giờ. Màu sắc các tường: đỏ, ghi, quý nhân phù trợ, thìn, tị. Con số may mắn: nam 10, 36, 19, 73, nữ 02, 76, 24, 34. Thưa quý cô bác tuổi Đinh Dậu 1957 thân mến, cũng đã sắp bước qua năm mới 2024 rồi. Và để có một năm mới thuận lợi may mắn, quý cô bác cần chọn cho mình người hợp tuổi đến sông đất lấy may đầu năm mới. Người đến thăm nhà đầu tiên vào ngày mùng 1 Tết được gọi là người đến sông nhà đầu năm mới. Theo triết học Đông Phương, nếu người đến sông nhà đó tốt thì sẽ giúp tăng tài khí, may mắn cho gia chủ, đã vượng thịnh thì càng giúp gia chủ thêm vượng thịnh hơn. Vì thế theo ông cha ta, khi chọn tuổi sông nhà, sông đất đầu năm,
Gia chủ tuổi Đinh Dậu nên chọn người có ngũ hành, thiên can, địa chi tương sinh với tuổi Đinh Dậu. Đồng thời, ngũ hành, thiên can, địa chi của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đến xông nhà. Ngoài ra, người được chọn để xông đất đầu năm 2024 phải đáp ứng các tiêu chí có đạo đức đường hoàng, tính tình vui vẻ, rộng rãi, nhiệt tình, mạnh khỏe, hạnh phúc, thành đạt, đang ăn nên làm ra thì càng tốt. Chủ nhà tuổi Đinh Dậu nên tránh mời những người đang có tang đến xông nhà. Nếu gia chủ có tang thì nên kiêng không đến mừng tuổi cho các gia đình khác trước sáng mùng 1, để tránh cho gia đình người đó không bị xui xẻo. Cũng như vậy, phụ nữ có thai thường kiêng không đi đâu trong những ngày đầu năm mới, vì tục ngữ có câu, sinh giữ tử lành. Nếu các tuổi xông nhà tốt cho gia chủ đầu năm 2024, tại nơi gia chủ sinh sống, không có hoặc có nhưng không thể đến xông nhà được, gia chủ có thể tìm những người có tuổi tam hợp hoặc lục hợp với tuổi với gia chủ. Các tuổi xông đất tốt với người tuổi Đinh Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Kỷ Tỵ 1989, tốt, Nhâm Tý 1972, tốt, Đinh Tỵ 1977, tốt, Kỷ Hợi 1959, khá, Mậu Thân 1968, khá, Kỷ Dậu 1969, khá, Canh Thân 1980, khá, Canh Tý 1960, khá, Đinh Hợi 1947, khá, Tân Sửu 1961, khá. Các tuổi xông đất xấu với người tuổi Đinh Dậu trong năm Giáp Thìn 2024 là Giáp Thân 1944, xấu, Mậu Ngọ 1978, xấu, Nhâm Dần 1962, xấu, Nhâm Thìn 1952, xấu, Giáp Tý 1984, xấu, Ất Sửu 1985, xấu, Đinh Mão 1987, xấu, Giáp Tuất 1994, xấu, Bính Tý 1996, xấu, Đinh Sửu 1997, xấu. Bản mệnh Đinh Dậu nên chọn ngày mùng 1 Tết, tốt nhất là giờ Tý, từ giao thừa đến 1 giờ sáng, để xông đất đầu năm. Như đã biết, tục xông đất, xông nhà được người Việt rất coi trọng trong dịp đầu xuân năm mới. Về việc chọn ngày giờ xông đất, theo ý kiến nhiều chuyên gia, nên chọn là ngày mùng 1 Tết, tốt nhất chính là giờ Tý lúc giao thừa đón năm mới. Lý do là bởi quan niệm xưa cho rằng, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới sẽ chiêu nạp được sinh khí tốt nhất cho cả năm. Nếu mọi việc suôn sẻ, may mắn trong ngày đầu tiên của năm mới thì cả năm sẽ thuận lợi, tốt lành. Theo lịch vạn niên 2024, ngày mùng 1 Tết năm Giáp Thìn là ngày Giáp Thìn, tháng Bính Dần, năm Giáp Thìn. Tuy nhiên, nếu bản mệnh không lựa chọn được tuổi hợp để xông đất, xông nhà thì cũng không nên lo lắng thái quá, bởi Tết là ngày đại hỷ của cả đất nước, dân tộc. Bản thân mỗi người nên hòa nhập vào niềm vui chung của đất trời, của dân tộc, không nên lo lắng thái quá hay kiêng kỵ quá đà mà làm mất giá trị truyền thống, đặc biệt là việc đi lễ chùa cầu bình an hay xông đất, xông nhà. Hơn thế, mùng 1 Tết là ngày cát, xuất hành để cầu tài lộc, may mắn, đi xông đất là nét đẹp văn hóa lâu nay của người dân Việt, với mong muốn có một năm mới làm ăn phát đạt và gặp nhiều niềm vui, cát lành như ý. Thêm nữa, một ngày có nhiều giờ tốt, giờ xấu. Sau giao thừa Giáp Thìn là ngày mùng 1 Tết có 6 khung giờ hoàng đạo, mọi người theo đó mà chọn giờ xuất hành hay đi xông đất cho phù hợp. Các tuổi không kỵ, không hợp với giờ xuất hành, vẫn có thể xuất hành, không nhất thiết phải đợi đến giờ hợp tuổi mới xuất hành, kẻo lỡ mất việc quan trọng hay việc vui mừng. Khung giờ hoàng đạo trong ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 gồm 23 giờ đến 1 giờ và 11 giờ đến 13 giờ. Đại an, mọi việc đều tốt lành, cầu tài đi hướng Tây Nam, nhà cửa yên lành, người xuất hành đều bình yên. 7 giờ đến 9 giờ và 19 giờ đến 21 giờ, tiểu cát, rất tốt lành, đi thường gặp may mắn, buôn bán có lời. Phụ nữ có tin mừng, người đi sắp về nhà, mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe. 1 giờ đến 3 giờ và 13 giờ đến 15 giờ, tốc hỷ, vui sắp tới, cầu tài đi hướng Nam, đi việc gặp gỡ các quan nhiều may mắn, chăn nuôi đều thuận lợi, người đi có tin về. Căn cứ vào đó, bạn có thể chọn các khung giờ để đi xông đất hoặc nhờ người tới xông đất nhà mình cô bác nhé. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, trong phần cuối video ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện cuộc sống của người biết đủ. Một vị thiên sứ trên đường đi truyền tin đã tranh thủ chợp mắt ở một nơi thanh vắng, nhưng không ngờ lúc tỉnh dậy đã bị mất đi đôi cánh. Lúc đó thiên sứ vừa lạnh vừa đói, vì không còn sức mạnh, nhưng may mắn gặp được một người chăn cừu. Chàng chăn cừu thương cho hoàn cảnh hiện tại của thiên sứ nên cho mượn quần áo và đồ ăn, anh không quên yêu cầu.
Việc giúp người khác là việc nên làm, nhưng anh nên hiểu rằng tôi không thể cấp đồ ăn và quần áo cho anh mãi được. Nếu anh định ở lại đây lâu thì anh phải làm việc giúp tôi. Thiên sứ đồng ý và ngày ngày chăn cừu, trải lông và anh thu gom lại hết những chiếc lông bị rụng và kết thành một đôi cánh mới. Sau khi thiên sứ khoác đôi cánh lên người, anh có lại được sức mạnh và bay lên cao. Thiên sứ vui mừng nói, tôi có thể thực hiện ước muốn của anh. Vậy anh muốn gì? Người chăn cừu háo hức, tôi muốn có 100 con cừu. Khi vừa nói xong, anh đã có thêm 100 con cừu. Thế nhưng sau một thời gian vất vả chăm nom, số cừu quá lớn, anh lại hỏi xin thiên sứ, xin anh hãy lấy cừu của anh về đi. Tôi giờ cần một ngôi nhà, ngay lập tức, anh có một ngôi nhà to đẹp, nhưng sau đó anh chỉ cảm thấy cô đơn một mình trong ngôi nhà đó, nên anh ta lại nói với thiên sứ, tôi không cần nhà nữa, tôi muốn có một con ngựa, nhưng đến khi có ngựa anh lại chẳng biết nên đi đâu, khi anh đã quen cuộc sống chăn cừu của mình ở đây. Người chăn cừu lại nói với thiên sứ, anh hãy lấy lại mọi thứ đi, tôi giờ đây đã hiểu, khi những nguyện vọng của tôi thành hiện thực, nó không những không đem lại niềm vui như tôi tưởng. Thiên sứ nói, anh thực sự không còn mong ước gì sao, tôi còn có thể cho anh một tính cách tốt. Người chăn cừu nói, tôi đã có một tính cách tốt nhất rồi, đó chính là biết đủ, vì thế tôi không cần thêm bất kỳ thứ gì nữa. Quý vị thân mến, người chăn cừu đơn giản là đại diện cho mỗi chúng ta, kẻ luôn có tâm ham muốn từ thứ này tới thứ khác, vì nghĩ rằng có chúng mình sẽ giàu có, hạnh phúc. Thế nhưng, đến khi đạt được điều mình muốn rồi, ta lại cảm thấy chán và bắt đầu lại muốn điều khác, và dường như việc này không ngừng nghỉ để khỏa lấp sự trống vắng trong lòng mình. Điều này cũng tương tự như tâm lý của những đứa trẻ con, khi nhận được món đồ chơi chúng thích thì chỉ chơi được một lúc chúng lại vòi vĩnh món đồ khác. Vì thế, biết đủ là gia tài lớn nhất, vì nếu không thân ta cứ tất bật mà lòng cứ mãi lo toan, mong cầu, thì làm sao có được hạnh phúc giữa biển trời những ham muốn này chứ? Danh lợi là vô biên, nhưng chớp mắt một cái mọi thứ cũng có thể tan như khói mây. Nếu ta cứ mãi quay cuồng trong đó thì bao giờ cho hết khổ. Vì thế, chỉ khi ta biết đủ, thân tâm mới mãi rạng ngời, có những hạnh phúc thật giản dị, nên đừng để mãi đến khi phải đối diện với sinh tử, ta mới hiểu ra biết đủ là gia tài lớn nhất. Tại thời điểm đó, danh lợi phú quý đều trở thành vô nghĩa cả. Điều đó không có nghĩa là ta không cần theo đuổi chúng, mà phải biết theo đuổi cũng phải biết lường sức, biết vừa đủ. Ví dụ người khác 5 năm thành công, ta chậm hơn thì 10 năm, 15 năm, điều quan trọng là bản thân ta phát triển lên từng ngày. Đừng làm việc gì quá sức rồi chỉ chìm trong mỏi mệt, chán nản rồi bỏ cuộc trong khi cái đích còn ở quá xa ta. Biết đủ rồi, ta mới đủ an lòng, đủ bình tĩnh tiếp tục theo đuổi mục tiêu cuộc đời mà ta mong muốn. Biết đủ rồi, mới có thể đối mặt với mọi chuyện bằng tâm thái điềm nhiên. Biết đủ rồi, mới có thể khiến cuộc sống tăng thêm sắc màu, thêm niềm hân hoan hạnh phúc. Để có được điều đó, ta cần quan sát những cảm xúc khởi lên trong tâm mình và chiến thắng bản thân. Cần bỏ đi những cố chấp, buông xuống những oán giận, thay vào đó hãy tăng thêm hoạt bát hồn nhiên, cộng thêm tình cảm chân thành, có như vậy mới khiến cuộc đời ngập tràn ánh mặt trời. Hầu hết chúng ta sống trong phúc mà không biết phúc, chỉ ngưỡng mộ hạnh phúc của người khác, thậm chí sinh tâm đố kỵ với người ta, nguyên nhân cũng vì đứng núi này trông núi nọ, lòng tham quá nặng, dục vọng quá lớn mà nên. Tuy mỗi người có cách sống khác nhau, quan niệm và cảm nhận hạnh phúc khác nhau, nhưng điều cần có trước tiên vẫn là một tâm thái biết đủ thường tự cảm thấy an vui, không biết đủ là tự hại chính mình. Bất hạnh thường bắt nguồn từ bản thân mình, phiền não thường khởi đầu từ so sánh, hạnh phúc vốn không khó, điều khó là ở cặp mắt có nhận ra hạnh phúc hay không, những chuyện vật vãnh nhỏ nhoi trong cuộc đời này. Nghĩ kỹ lại có chuyện nào không phải hạnh phúc, kỳ thực hạnh phúc chính là đạt được một cách thản nhiên, hạnh phúc chính là cảm giác của tự mình, chỉ cần ta biết đủ, hạnh phúc sẽ luôn ở bên. Người xưa nói người không biết đủ giống như con rắn muốn nuốt cả con voi, nuốt không được nhưng cũng lại không muốn nhả ra, rốt cuộc là tự hành hạ chính mình. Khi chưa đạt được điều mình muốn, tâm trạng sẽ xấu đi, thì mọi thứ đều là mớ bòng bong. Có người thua cuộc thường không phải là thua bởi người khác, mà là thua bởi cảm xúc của tự mình. Tâm trạng xấu không chỉ làm giảm mất hình tượng của tự mình, còn giảm thấp năng lực của tự thân, khuấy đảo tư duy, ảnh hưởng nặng nề đến tín tâm của mình. Con người điều đáng sợ nhất ấy là không biết đủ, vì khi đó không khác gì bà vợ tham lam trong chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng. Lòng tham không kiểm soát thì cuối cùng lại chẳng còn lại gì, lòng càng đơn giản, mọi chuyện cũng theo đó mà trở nên đơn giản, mọi chuyện đơn giản rồi, cuộc sống cũng sẽ đơn giản theo. Nhà có rộng lớn thênh thang thì đêm nằm ngủ cũng không quá 2 mét, đồ ăn đồ uống có nhiều đến cỡ nào thì ngày ăn cũng chẳng quá 3 bữa. Con nước lớn dẫu dâng trào cuồn cuộn, bạn không thể lấy hết được, cũng không thể dùng hết được, bởi điều thực sự thuộc về bạn chỉ là một gáo nước mà thôi. Cuộc đời giảm bớt tham lam, thêm phần biết đủ, giảm thiểu dục vọng, thêm phần thanh bạch,
hạnh phúc nhất định sẽ luôn ở bên bạn. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.